Xin chào các đồng chí và các bạn. Khi đọc tiêu đề bài bình này, có lẽ nhiều người sẽ sửng sốt. Nhưng liệu điều đó có được hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau nghe đoạn status hết sức tình cảm và ấn tượng này nhé. Mở đầu status dài tới hơn một mặt giấy A4 đánh máy, bạn nữ viết như sau: Ngày 1 tháng 7, ngày tỏ tình nè. Gửi chàng quân nhân đã từng có gia đình, nhưng giờ đang độc thân. Hãy mạnh dạn yêu thôi, anh chàng sĩ quan biên phòng. Nếu anh đã hơn một lần nghĩ rằng mình không xứng đáng được ở bên em, thì hãy đọc những lời sau đây của em anh nhé. Nếu như ngoại hình của anh không đẹp, thì hãy tin rằng đó không phải là trở ngại để anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Vì nếu một người yêu anh thật lòng vì ngoại hình, sẽ luôn tìm cơ hội để rời bỏ anh vì một người khác có ngoại hình hơn anh. Vậy nên ngoại hình dù có quan trọng nhưng không phải là thứ quyết định hạnh phúc của chúng ta được. Em tin rằng một người thực sự thương yêu anh sẽ chọn ở lại bên anh, không phải vì bề ngoài anh là ai, mà vì em đã thấy gì ở phía bên trong con người anh kìa. Nếu như anh luôn mặc cảm vì gia thế, xuất thân của anh, thì điều mà anh nên buồn không phải là vì không thể thay đổi được nơi sinh ra, thay thế bố mẹ hay những cái anh đang có, mà là không biết trân trọng giá trị mà mẹ, cha anh đã trao cho chính anh. Gia đình anh có thể thiếu thốn vật chất hay địa vị, nhưng chắc hẳn không bao giờ thiếu thốn tình yêu thương với anh. Mà nếu không may tình cảm gia đình là điều từ khi sinh ra anh đã luôn thiếu thốn, thì anh phải sống sao cho người mà anh yêu thương thấy rằng anh luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay để trao đi tất cả yêu thương mà cuộc đời trao tặng cho anh chứ. Một chàng quân nhân đã từng bị tổn thương và có hạnh phúc không vẹn toàn, mang trái tim chân thành và tin vào hạnh phúc. Đôi khi em chỉ cần như vậy để quyết định sẽ ở bên anh để thấy mình hạnh phúc và gọi đó là gia đình. Nếu như anh luôn dằn vặt vì những nỗi đau, lỗi lầm trong quá khứ, thì hãy tin em đi. Em sẽ ở bên anh và cho anh thấy được hạnh phúc mà em đang có. Anh nên thấy rằng mọi cái trong quá khứ đó không phải là điều đáng lo, lại càng không phải là lý do để anh cho rằng hạnh phúc không một lần nữa mỉm cười lại với anh. Nếu một người không thể bỏ qua quá khứ của anh thì rất khó có hạnh phúc. Em yêu anh và em có đủ tự tin là sẽ mang anh ra khỏi mặc cảm và nỗi buồn mà anh đang có. Và trong đời ai cũng từng phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã có hoặc không làm. Và một người sẽ bước cùng anh tới cuối cùng chính là em. Sẽ không xem xét với quá khứ hay những lỗi lầm của anh, vì em rất yêu anh với tình yêu chân thành và rất lớn. Vì thế không muốn anh buồn nữa đâu, mà muốn nhìn anh cười và hạnh phúc cùng em. Nghĩ đi nghĩ lại, một người lính như anh muốn được yêu thương và hạnh phúc, thì anh phải dẹp bỏ được sự buồn đau trong quá khứ và mở lòng đón nhận tình yêu của em đối với anh. Hãy cho em cơ hội được yêu và ở bên anh quãng đời còn lại nha. Em sẽ luôn yêu anh như vậy. Nếu vô tình anh đọc được bài viết nè ở nơi xa, thì hãy đón nhận tình yêu đi anh nhé. Thanh Phương, 2904, ngày 1 tháng 7 năm 2021. Vâng, xin cảm ơn tình yêu to lớn mà bạn đã dành cho những người lính nói chung, anh bộ đội biên phòng, nhân vật chính trong status này nói riêng.